Em lại xin được kính chào tất cả quý vị, quý bà con đang theo dõi kênh Nhà đất Người Tây Nguyên Bất động sản Gia Lai nhé. Vâng, kính thưa quý vị, mình là cộng tác viên của Nhà đất Người Tây Nguyên ạ. Hôm nay thì em đang có mặt tại xã Ia Clốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, và cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị, quý bà con về một cái lô đất ở lâu năm tại nông thôn nha quý vị. Đây, và cái lô đất của chúng ta đây đang có được số tổng diện tích là 260 m² nhé. Là cách chúng ta đây ngay chiếc xe đó thì có bán kính là 50 m nha quý vị. Đây, và cái con đường này hiện tại là được mang tên là đường Quang Trung, và cũng như tại vị trí của lô đất này mà chúng ta ra được trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, trường học cấp 2, trạm y tế, thì ngay mấy cái cột sóng này nha quý vị thì có bán kính là 500 m nhá, là đi theo hướng tây của em chị đây. Đấy, và ra tới con đường Hùng Vương, đi ra tới huyện Chư Sê thì có bán kính là 200 m này, ra tới con đường Hùng Vương, và đối diện đó là chợ luôn nha quý vị. Một kỳ mẫu sản phẩm ở đây thì gần cũng như là ngay trung tâm của xã rồi nha quý vị nhé. Và xã Gia Lộc của chúng ta sau này sẽ lên phường, và huyện Chư Sê của chúng ta sau này sẽ lên thị xã nha quý vị. Đấy, cho nên là quý vị sở hữu cái sản phẩm này thì cũng là cũng có lời nhá. Đây, và cũng như tại vị trí mà chúng ta đi ra được trung tâm huyện Chư Sê thì bán kính rơi vào cho chúng ta là 7 km, và chúng ta ra được trung tâm thành phố Pleiku thì rơi vào cho chúng ta là bán kính là chỉ là 33 cây nhá, là đi theo hướng tây của em chị. Chúng ta ra Chư Sê được, mà chúng ta đi lên con đường liên xã để đi cũng được nhá. Bán kính lên tới con đường liên xã thì chỉ có bán kính là 200 m thôi nha quý vị. Đấy. Và còn theo hướng này á, thì quý vị thấy này, khu dân cư họ tập trung sinh sống thì cũng là rất là đông nhá. Điện đài này, ba pha, cáp màng này. Đấy, cũng rất là smooth. Đấy. Hướng này thì quý vị cũng đi ra được con đường liên xã được nhá. Đấy. Và cũng đi ra được trung tâm thành phố Pleiku. Đi theo hướng này nhé. Đường xã sau này thì cũng là làm lại sạch sẽ, lên đường bê tông, đường nhựa hết cho chúng ta nha quý vị. Thì sau đây em cũng xin được mời tất cả quý vị cùng đi theo dõi chúng em để tham quan cái lô đất của chúng ta trong ngày hôm nay. Lô đất này thì hiện tại thì sổ sách, giấy tờ thì đầy đủ nha quý vị. Đây này, đây là hàng xóm của chúng ta nhé. Vậy đang có được số tổng diện tích chiều ngang của mặt đường này á, là 10 m nha quý vị. Sâu vào là 26, mặt sau cũng là 10 m nhá. Và nếu như mà bán được thì gia chủ sẽ cắt cho quý vị là 50 thổ cư này, với giá bán là 26 triệu trên 1 m, và có bậc lọc nha quý vị. 26 triệu 1 m, có bậc lọc cho tất cả quý vị, quý bà con. Đây, lô đất của chúng ta thì cũng là rất là bằng. Quý vị ai mà muốn sở hữu cái lô đất mà và muốn buôn bán ở chợ nữa thì quý vị có thể sinh sống ở đây, và chúng ta lên chợ bán hàng ngày nhé, thì cũng là rất là tuyệt vời ạ. Đây, và cái lô đất của chúng ta thì được hướng chính, đây là hướng chính nam nha quý vị ạ. Trường học thì có bán kính là 500 m thôi quý vị. Về cất nhà ở đây thì ranh giới, xung quanh ranh giới thì gia chủ cũng đã xây và kéo rào lưới B40 cho chúng ta rồi nhé. Thì quý vị ai mà đang theo dõi kênh Nhà đất Người Tây Nguyên thì quý vị hãy bài cho Nhà đất Người Tây Nguyên một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và yêu thích về cái mẫu sản phẩm này thì quý vị hãy liên hệ đến với Nhà đất Người Tây Nguyên theo số điện thoại 0965 812 137, để Nhà đất Người Tây Nguyên gửi hình ảnh, sổ sách và giấy tờ pháp lý qua cho quý vị xem và quý vị tham khảo nhé. Và cũng có gì hơn, em cũng xin chúc cho tất cả quý vị, quý bà con đang xem kênh luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống nhé. Em cũng xin nhắc lại một lần nữa, thì lô đất của chúng ta thì gần ngay trung tâm ủy ban nhân dân xã, và giá bán với cái mức giá là 26 triệu trên 1 m² ngang, có bậc lọc nhé, 26 triệu trên 1 m² ngang, có bậc lọc. Và nếu như mà gia chủ bán được lô đất này thì về giấy tờ, sổ sách, mua và người bán, hai người sẽ hợp lại với nhau, kiểu như mà góp lại với nhau để ra khoản của chúng ta trong ngày hôm nay nha quý vị. Đấy. 10 mét trước và 10 mét sau, sau vào là 26. Nếu được thì gia chủ sẽ làm cho quý vị 50 thổ cư. Và hiện tại cái con đường của chúng ta đây là cái con đường đất này, được hiển thị trên bia nhé.
Đấy, và xuống dưới con đường Quang Trung kia chỉ có bán kính là 50m. Đấy, ra chợ chỉ có bán kính là 200m, cũng là rất chi là thuận tiện rồi đúng không ạ? Thì cũng sau đây em cũng xin được kết thúc chương trình và bay một đoạn flycam cho quý vị, quý bà con tham khảo nhé. Em xin được thân ái chào quý vị ạ.